Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, dự báo về giá cả một số hàng hóa dịch vụ thiết yếu trong tháng 6 này, Cục Quản lý Giá thuộc Bộ Tài chính nhận định chỉ có hai mặt hàng là giá xăng dầu sẽ diễn biến phức tạp và giá thóc gạo do nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá cả có thể tăng nhẹ, còn các mặt hàng còn lại thì giá cả sẽ ổn định. Theo báo cáo cục quản lý giá trong tháng 5 vừa qua, giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường có xu hướng giảm hoặc ổn định so với tháng trước như giá bán buôn đường, phân bón urê, thức ăn chăn nuôi, thép, ga, xăng dầu, giá muối xi măng ổn định. Riêng thóc gạo, mặt hàng thực phẩm tươi sống diễn biến không đồng đều. Giá thóc gạo tăng tại thị trường miền Nam, ổn định tại thị trường miền Bắc. Đối với thực phẩm tươi sống, giá thịt lợn hơi tăng, trong khi đó giá một số loại thực phẩm tươi sống khác ổn định hoặc giảm. Cục quản lý giá dự báo trong tháng 6, một số yếu tố như thời tiết chuyển mùa nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điện, nước sạch sinh hoạt tăng. Nhu cầu tiêu dùng một số nhóm mặt hàng tăng như đồ uống, may mặt, thiết bị điện có thể gây áp lực lên mặt bằng giá. Một số yếu tố khác cũng có thể làm ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, đó là việc một số địa phương điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Vì vậy, cơ quan quản lý giá và các bộ ngành địa phương sẽ tăng cường bình ổn giá, góp phần giữ cho giá cả thị trường không xảy ra biến động. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 vừa qua giảm 0,53% so với tháng trước nhằm hạn chế tình trạng bùng phát taxi công nghệ gây áp lực lên hạ tầng bất bình đẳng với các loại hình dịch vụ vận tải khác bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu các địa phương tham gia thống kê rà soát chính xác số lượng và dừng cấp phép thí điểm taxi công nghệ bộ giao thông vận tải cho biết số lượng xe taxi công nghệ đang gia tăng vượt tầm kiểm soát tạo áp lực lên hạ tầng giao thông và cạnh tranh thiếu công bằng với taxi truyền thống gây khó cho quản lý đồng thời hiện các thành phố thí điểm taxi công nghệ cũng đang hướng tới xây dựng hệ thống vận tải khách công cộng với khối lượng lớn như xe buýt tuyết nhanh tàu điện ngầm đường sắt trên cao mà không đặt trọng tâm vào taxi hay xe hợp đồng Do vậy, cần phải khống chế số lượng xe và số doanh nghiệp tham gia kinh doanh taxi công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các địa phương tham gia thí điểm loại hình taxi công nghệ tiến hành thống kê, ra soát chính xác số lượng xe tham gia, đồng thời dừng cấp phép thí điểm mới. Theo đề án thí điểm taxi công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 4 năm 2017, bộ mới chỉ cấp phép cho khoảng 13.500 xe hợp đồng dưới 9 chỗ tham gia với 235 doanh nghiệp tại ba địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Tuy nhiên, thống kê tại Hà Nội, số lượng xe taxi ứng dụng công nghệ lên tới con số 7.000 xe, tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 22.000 xe. Hoạt động này đã mở rộng thành xe ôm công nghệ và ngày càng được ưa chuộng. Sau nhiều ý kiến trái chiều, thì dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 năm 2014 của chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình chính phủ đã bỏ quy định số lượng xe tối thiểu đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trước đó, Nghị định số 86-2014 đã có một số quy định về điều kiện dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, như doanh nghiệp kinh doanh bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe. Đối với đô thị, loại đặc biệt phải có số xe tối thiểu là 50 xe. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt, vận tải hàng hóa, xe hợp đồng, xe chở khách du lịch cự ly từ 300 km trở lên phải có từ 10 xe trở lên. Dự thảo thay thế nghị định này bỏ các quy định trên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có quy định số lượng phương tiện tối thiểu để nâng tầm doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng không phải quản nhiều đầu mối. Vì vậy, nếu bỏ quy định này sẽ dẫn đến tình trạng khó quản lý các doanh nghiệp vận tải có quy mô nhỏ, càng khiến thị trường vận tải hỗn loạn. Một số ý kiến khác lại cho rằng, đối với doanh nghiệp taxi có thể bỏ được quy định số lượng phương tiện tối thiểu, nhưng đối với xe buýt, xe khách thì không thể bỏ quy định này, vì các doanh nghiệp chỉ có 5 đầu xe thì khó có thể phục vụ được địa bàn rộng lớn. Trước những ý kiến trái chiều, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết Nghị định 86 năm 2014 trong thực tế có những mặt được và chưa được. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung. Việc sửa đổi nhằm cụ thể hóa luật giao thông đường bộ, tập trung vào vấn đề vận tải hành khách bằng tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe du lịch và xe hợp đồng. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6 vừa qua thì Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Microsoft Việt Nam và Technology Solutions Việt Nam đã tổ chức sự kiện giới thiệu dịch vụ điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ Microsoft nhằm giúp cho các đối tác và các doanh nghiệp tìm hiểu và khai thác hiệu quả các giải pháp điện toán đám mây trên nền tảng Microsoft. Theo ông Vũ Minh Trí, tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, các dịch vụ điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ Microsoft dễ dàng được đăng ký sử dụng phù hợp từng nhóm doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí đầu tư cho doanh nghiệp, kiểm soát được chi phí theo đúng nhu cầu sử dụng, giúp chuyển đổi chi phí từ chi phí đầu tư sang chi phí vận hành, có khả năng coi giãn và mở rộng theo đúng nhu cầu tăng hoặc giảm của doanh nghiệp. Mô hình cũng hỗ trợ đăng ký và thanh toán linh hoạt theo thuê bao hàng tháng, hàng năm, cũng như miễn phí cập nhật công nghệ và tính năng mới trên cloud. À, một số cái ngành mà chúng tôi thấy là rất là bảo thủ từ trước đến giờ ví dụ như ngân hàng ví dụ như à, một số cái um, công ty rất là lớn à, với một số cái vụ um, mà hát gần đây thì chúng ta mới chứng minh được rằng là tất cả những cái ứng dụng tất cả những cái tài sản để trên điện toán đám mây thì nó an toàn hơn nhiều so với những cái tài sản để ở cái data center À, ở trong công ty mà không được à, không đáp ứng được những cái, cái nhu cầu về bảo mật. Với với tất cả những cái yếu tố đó về bảo mật, về ứng dụng công nghệ để tạo ra cái tính cạnh tranh thì tôi thấy là không có cái lý do gì mà điện toán đám mây không phát triển rất là nhanh ở thị trường này và đó là cái mà Microsoft cũng nhìn thấy rất rõ cái xu thế. Trao đổi với phóng viên ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội tình học thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây như một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh của họ. Doanh nghiệp ngày càng am hiểu sâu hơn các lợi ích và giải pháp điện toán đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh doanh. Một số dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft có thể kể đến như Microsoft Office 365 là trong bộ giải pháp hỗ trợ người dùng trong doanh nghiệp làm việc một cách hiệu quả. Dịch vụ Microsoft Azure cung cấp các dịch vụ hạ tầng và dịch vụ nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn sản phẩm giải pháp dịch vụ phù hợp vân vân. Cũng trong buổi hội thảo Microsoft đã công bố thông tin về việc Technology Solution, đơn vị thành viên của Tech Data Corporation trở thành nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây của hãng này tại Việt Nam. sang một thông tin tiếp theo thưa quý vị, mới đây thì Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo nhân ngày yoga quốc tế diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Tại ngày yoga quốc tế lần thứ ba được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 2.000 người tham dự. Sự kiện sẽ được tổ chức tại khu phố Nguyễn Huệ phía gần sông Sài Gòn. Tại họp báo cho sự kiện ngày yoga quốc tế lần thứ ba năm nay, đại diện tổng lãnh sự Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh, bà Smita Ban cho biết, quy mô trong lần tổ chức sự kiện ngày yoga quốc tế thứ ba này dự kiến sẽ có khoảng 2.000 người tham dự. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào chính quyền thành phố và ban tổ chức so với hai lần tổ chức trước. Lần này chúng tôi hy vọng sẽ có khoảng 2.000 người tham dự. Sự kiện sẽ được tổ chức vào sáng sớm ngày 26 tháng 6, gần khu vực sông Sài Gòn. Đây là địa điểm thích hợp nhất cho tập yoga bởi không khí vào buổi sáng sớm trong lành, đồng thời những người tới tham dự có thể tận hưởng được vẻ đẹp của sông Sài Gòn. Tại sự kiện này sẽ có các chuyên gia yoga của Ấn Độ và Việt Nam tới tham dự và hướng dẫn người tham dự. Tại Trung tâm Văn hóa của Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Nội, chúng tôi có bậc thầy về yoga ở đó. Và trong lần tổ chức Ngày Yoga Quốc tế năm nay, chúng tôi đã yêu cầu phía Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đưa thầy yoga vào trong này để hướng dẫn những người tham dự sự kiện yoga sắp tới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mời những hội viên của Trung tâm Yoga thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo lần này, các khách mời và những chuyên gia yoga của Việt Nam cũng nhấn mạnh điều cần thiết của việc kết hợp thiền và yoga nhằm đạt được lợi ích cao nhất của yoga là cân bằng thân tâm trí. Tại Việt Nam, số lượng người tập yoga ngày càng nhiều, song không phải ai cũng biết tới yếu tố cốt lõi này của yoga. Đây cũng là điều mà nhiều trung tâm yoga hiện nay ở Việt Nam chưa thực sự tập trung đến. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là các tin tức có trong phần tình thế giới. Châu Âu thông qua gói vay 8,5 tỷ euro giúp cho Hy Lạp khôi phục nền kinh tế. An toàn trong xây dựng được quan tâm hơn sau vụ cháy nhà 20 tầng tại Anh.